Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị đối thoại giữa hải quan và doanh nghiệp. Các địa phương triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới phản ánh kết quả sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa. Với thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp, trở thành một đảng cầm quyền. Và lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng tháng 8 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc, trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao ý chí quật cường, sức mạnh cổ kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyền với những tư tưởng của các Mác, Engel, Lenin, Hồ Chí Minh. Với xu thế của thời đại, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, nước ta không những trở thành một nước độc lập tự do, mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 còn khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắc xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ngay ở một nước phong kiến và nửa thuộc địa lạc hậu, để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự phát triển rất sáng tạo, lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Cách mạng tháng 8 như một quả bom có sức công phá mạnh, làm sụp đổ một mảng quan trọng thành trì của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh cả dân tộc bị áp bức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp tham gia hoạt động qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nghe đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo giới thiệu về các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về các vấn đề thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam, thi hành luật thuế giá trị gia tăng, quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi không hải quan, và thông tư của Bộ Công Thương về quy định hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa. Cũng tại hội nghị lần này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tiến hành đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm giải quyết vướng mắc qua gần 3 tháng thực hiện hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia, gọi tắt là VinaVisic trên địa bàn cửa khẩu. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa đã tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp quản lý dạy và học, tích cực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm đáng kể, công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm, công tác đào tạo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 6/16 xã công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 16/16 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trong mẫu chữ, 15/16 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Trên cơ sở nhìn nhận những tồn tại hạn chế, ngành giáo dục đào tạo huyện Minh Hóa đã đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trung tâm trong năm học mới 2014-2015, đó là tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục đào tạo. Giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực của người học. Phần đầu đến cuối năm 2014 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.
mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học hai buổi một ngày, đặc biệt là cấp tiểu học, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020. Dịp này, các trường và giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014 đã được các cấp khen thưởng. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại huyện Tuyên Hóa. Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 10 trường trong toàn huyện. Toàn huyện Tuyên Hóa hiện có 24 trường mầm non và một tổ mẫu giáo. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm học 2013-2014, Ban chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo các trường bám sát kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của địa phương, có nhiều giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, thực hiện phổ cập đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ giáo viên được chuẩn hóa, trẻ hóa và luôn ổn định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường ngày càng được đầu tư. Ban chỉ đạo phổ cập huyện đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa để xây dựng phòng học cho trẻ 5 tuổi theo hướng kiên cố, đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ huy động đạt vào vừa chỉ tiêu sở giao. Trẻ 5 tuổi huy động giữ vững 100%, đảm bảo 100% số trẻ em trong độ tuổi được học 2 buổi một ngày trong một năm học theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Qua kiểm tra đối chiếu quy trình, tiêu chuẩn của ngành, huyện Tuyên Hóa đã đủ điều kiện và đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong năm học 2014-2015. Hưởng ứng chiến dịch giọt máu hồng năm 2014, vừa qua, huyện đoàn Bố Trạch đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2014. Trong đợt này, toàn huyện có gần 500 người tham gia đăng ký hiến máu, trong đó có những cơ quan đơn vị có số lượng người hiến máu vượt chỉ tiêu của Ban chỉ đạo hiến máu huyện giao. Kết thúc ngày hội, đã thu được trên 400 đơn vị máu. Hiến máu tình nguyện là một trong những nghĩa cử cao đẹp và là truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là một trong những hoạt động có ý nghĩa thường xuyên được đoàn viên thanh niên huyện Bố Trạch hưởng ứng và tham gia tích cực. Được biết, trong 5 năm qua, huyện đoàn Bố Trạch đã phối hợp tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện, thành lập được một câu lạc bộ hiến máu dự bị cấp huyện và một câu lạc bộ sẵn sàng hiến máu cứu người tại chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện, tham gia có hiệu quả lễ hội hiến máu xuân hồng và hành trình đỏ hàng năm, thu hút trên 5.000 lượt hội viên thanh niên tham gia với số máu hiến được trên 3.000 đơn vị. Công đoàn ngành giao thông vận tải Quảng Bình vừa tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 17 chào mừng kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày thành lập ngành giao thông vận tải Việt Nam. Trong hai ngày diễn ra hội thao, trên 200 vận động viên của 25 đơn vị tham gia thi đấu 3 môn gồm bóng bàn, cầu tường và cầu lông ở hai độ tuổi là dưới 50 tuổi và trên 50 tuổi. Nội dung thi đấu gồm đơn nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Thời gian qua, các đơn vị đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất sân bãi, cả phong trào vui chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ công nhân viên. Nên trình độ của cầu thủ ở các đội tương đối đồng đều, góp phần làm cho các trận đấu tại giải có chất lượng chuyên môn cao. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội văn phòng Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình, giải nhì trao cho đội công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp 2, đội công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 494 đạt giải 3. Thực hiện hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng, trong các ngày 22 và 23 tháng 8, binh đoàn 12 phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chi nhánh Viettel Quảng Bình tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà và trang thiết bị y tế tại xã vùng cao Hòa Sơn, huyện Minh Hóa. Với ý nghĩa thiết thực, các hoạt động của hành trình đã để lại tình cảm tốt đẹp với cấp ủy chính quyền và người dân ở địa bàn xã nghèo vùng cao biên giới này. Hòa Sơn là xã nghèo vùng biên của huyện Minh Hóa. Toàn xã có 373 hộ dân với gần 1.700 nhân khẩu, thì có đến 54% là đồng bào dân tộc ít người. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 37,8%. Chia sẻ với những khó khăn của người dân xã Hòa Sơn, trong đợt này, binh đoàn 12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và chi nhánh Viettel Quảng Bình đã huy động gần 20 y bác sĩ trực tiếp tham gia hành trình. Với tinh thần trách nhiệm tận tụy, hết lòng vì người bệnh, các bác sĩ, y tá đã khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 người dân xã Hòa Sơn và các xã lân cận. Hòa Sơn là một xã miền núi, thuộc xã biên giới có hai bản thuộc dân tộc ít người. Chính vì vậy cái nhận thức rồi là cái đảm bảo vệ sinh môi trường á, là cho sức khỏe con người á, là có nhiều hạn chế. Chính vì vậy được cái
đơn vị có những hỗ trợ về khám sức khỏe toàn diện cho nhân dân là hết sức là thuận tiện. Đơn vị quân đội về xã Hòa Sơn là trước hết là có như là về tặng quà cho những hộ chính sách, và hơn nữa là có như là về là khám bệnh miễn phí cho nhân dân, thì tôi cũng có chi hơn, tôi rất mừng. Hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng là chương trình lớn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Bộ Quốc phòng phát động hưởng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Để chương trình đạt hiệu quả, Bộ Quốc phòng đã huy động đội ngũ y bác sĩ ở các bệnh viện quân đội, các cơ sở quân dân y và khối lượng lớn cơ sở vật chất, phương tiện tham gia. Cùng với việc tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, Binh đoàn 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chi nhánh Việt theo Quảng Bình còn tăng cả trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và 20 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo học giỏi. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch bệnh, tư vấn sức khỏe, kỹ hư hóa gia đình, chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, các hoạt động của hành trình đã mang lại ý nghĩa thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Hàng năm tổ chức duy trì cái khám sức khỏe, ngoài cái ý nghĩa nước nguồn ra, ngoài nó thêm cái tình cảm gắn bó quân dân ra, thì như vậy là còn như vậy là góp một phần nhỏ cho công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân. Hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại xã Hòa Sơn đối góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với những địa bàn vùng cao biên giới. Đó không chỉ là tình cảm sự tri ân của chiến sĩ quân đội với nhân dân, mà những hoạt động của hành trình còn củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội thể hiện tình cảm, trách nhiệm, chung tay góp sức giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Lễ hội bơi đua thuyền biên phòng trên sông Kiến Giang từ lâu đời đã trở thành ngày hội lớn của người dân huyện Lúa Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là một lễ hội truyền thống mang bản sắc đặc trưng của cư dân vùng đồng đất chiêm trũng, dạt dào sông nước, hào sảng tinh thần thượng võ và lấp lánh tinh thần nhân văn sâu sắc. Kể từ sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước giành được độc lập, thì lễ hội truyền thống này còn mang thêm ý nghĩa cách mạng hào hùng. Và lễ hội bơi đua thuyền mừng Tết độc lập trên sông Kiến Giang đã trở thành sự kiện văn hóa chính trị lớn nhất được tổ chức đều đặn hàng năm ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đúng vào ngày quốc khánh vẻ vang của đất nước anh hùng. Là lễ hội văn hóa cấp tỉnh của Quảng Bình, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là hoạt động về nguồn của người dân Lệ Thủy nói riêng và Quảng Bình nói chung mừng Tết độc lập, đồng thời ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự trường tồn của Tổ quốc. Lễ hội còn phát huy nét đẹp truyền thống đặc sắc riêng có từng tồn tại qua hàng trăm năm của người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2014, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, trên sóng QBTT, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và nối sóng trực tiếp với nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9 năm 2014. Kính mời toàn thể quý khán giả và nhân dân quan tâm theo dõi. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Lệ Thủy đẩy mạnh trồng mới rừng. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới phản ánh kết quả sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Hòa, huyện Tuyên Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp, huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện Lệ Thủy có trên 1.300 hecta diện tích rừng trồng, trong đó rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân là 740 hecta, rừng trồng của các tổ chức đạt gần 570 hecta. Trong đó chủ yếu các hộ trồng lại rừng trên diện tích đất rừng đã khai thác bị gãy đổ do bão số 10 năm 2013 gây ra. Ngoài ra, công tác trồng cây phân tán cũng được huyện chủ trồng chỉ đạo thực hiện với trên 350.000 cây phân tán các loài. Bên cạnh đó, xác định cây cao su tiếp tục là loài cây mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Huyện Lệ Thủy cũng đã chỉ đạo bà con trồng mới nhiều diện tích cao su. Từ đầu năm đến nay, đất trồng mới được trên 32 hecta, trên tổng số 92,4 hecta kế hoạch đặt ra trong năm 2014.
Từ thành công của mô hình lúa nước rục lan ở xã Thượng Hóa cho đồng bào Rục, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiếp tục triển khai xây dựng mô hình trồng lúa nước cho đồng bào dân tộc Khua ở bản Ca Ai, Ca Vang, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa với tổng mức vốn đầu tư trên 6,3 tỷ đồng. Sau một thời gian tiến hành gieo trồng, chăm bón, vụ hè thu đầu tiên của đồng bào dân tộc Khua đã sắp đến kỳ thu hoạch. Vụ hè thu năm nay tại bản Ca Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Bộ đội Biên phòng và bà con dân bản đã tiến hành gieo cấy trên 5 hectare lúa nước với giống lúa chủ lực là Khang Sơn 19. Sở lúa này rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu tại bản Ca Ai. Nguồn nước phục vụ cho việc tưới tiêu được lấy từ nguồn đập khai chính với hệ thống đường ống dẫn nước dài 1,2 km. Được biết, 5 hectare đất trồng lúa thuộc dự án lúa nước tại bản Ca Ai với sự tham gia sản xuất của trên 70 hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại bản. Kể từ khi bắt đầu triển khai gieo cấy, hàng ngày có đông đảo đồng bào dân tộc nơi đây cùng với các chiến sĩ biên phòng tích cực chăm bón tỉa rằm cho vụ lúa hè thu đầu tiên của bản Ca Ai. Sau hơn 2 tháng đầu tư chăm bón, đến nay lúa đã trổ bông và đang trong quá trình phát triển tốt. Theo dự kiến, vụ lúa đầu tiên tại bản Ca Ai sẽ thu hoạch vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Thực hiện chương trình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh đã xây dựng các mô hình kinh tế bắt đầu phát huy được hiệu quả và cho thu nhập khá. Năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Ninh đã chọn hai đơn vị Phụ nữ Hiền Ninh và Võ Ninh để chỉ đạo điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ thiếu sản xuất trong vụ hè thu để nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, phụ nữ thôn Long Đài, xã Hiền Ninh đã chuyển đổi hơn 5 hectare một nặng. Nhờ vận dụng kiến thức kỹ thuật được chuyển giao và tích cực trong khâu chăm bón nên đến nay mô hình mập đẳng của phụ nữ Hiền Ninh mang lại hiệu quả rõ rệt. Chị em đã thu hoạch được hơn 20 tấn, trị giá gần 150 triệu đồng. Đối với vùng chuyên canh rau màu xã Võ Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo chị em chuyển đổi cây rau mạ. Hiện nay có 5 hộ tham gia mô hình với diện tích chuyển đổi 1.000 mét vuông. Qua thực tế sản xuất cho thấy cây rau mạ thích nghi tốt với đất màu tại địa phương, cứ 20 ngày cho thu hoạch một đợt. So với các loại rau chuyên canh khác, rau mạ cho hiệu quả gấp 2 lần. Trong những năm qua, thông qua chương trình 135, chương trình định canh định cư, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế và chủ trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tại các trạm y tế. Nhờ vậy, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Từ năm 2009 đến nay, mạng lưới y tế ở Quảng Bình tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có một bệnh viện đa khoa, 17/17 xã có trạm y tế được xây dựng, nhà 2 tầng kiên cố. Trong đó có 4/17 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo chuẩn mới. 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Có 118 cán bộ y tế công tác tại các trạm y tế xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có 22 cán bộ là người dân tộc thiểu số. 181 y tá thôn bản đã công tác tại các thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ y tế thôn bản thường xuyên được tập huấn nâng cao nghiệp vụ, các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân thường xuyên được quan tâm đầu tư. Công tác vệ sinh phòng dịch thường xuyên được thực hiện, các dịch bệnh thông thường ở miền núi, dân tộc thiểu số được kiểm soát và đẩy lùi như sốt, tả, bổ cổ. Điều kiện cung cấp dịch vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đã có nhiều cố gắng và cải thiện đáng kể. Cả chỉ số về y tế dinh dưỡng năm sau đều cao hơn năm trước, tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine cho trẻ đạt trên 90%. Và các bạn, xây dựng nông thôn mới là chương trình quan trọng nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo ở cả vùng quê. Với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như hiện nay, thì khi áp dụng vào thực tiễn ở các xã miền núi sở cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lại gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân, nhiều xã miền núi sở cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã làm tốt công tác này. Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa là một ví dụ điển hình như vậy. Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa đã chủ động công tác vận động, tuyên truyền nhân dân hiến đất, hiến tài sản để giải phóng mặt bằng phục vụ cho chương trình.
Đến nay, nhân dân trên địa bàn xã Thanh Hóa đã hiến trên 13.300 m2 đất và tài sản với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng trên 30 công trình cơ sở hạ tầng với trị giá trên 19,4 tỷ đồng. Trong đó, các công trình phát huy hiệu quả tốt là hệ thống trường học và trạm y tế xã. Bên cạnh đó, chủ trọng đầu tư phát triển sản xuất cũng là lĩnh vực được Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, triển khai đến tận từng thôn bản với nhiều cách làm có hiệu quả như cung ứng giống năng suất cao cho nhân dân, hỗ trợ các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả thông qua việc phát triển sản xuất nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhờ sản xuất kinh tế nên những năm gần đây đời sống của mình và bà con của bản ổn định lắm. Cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước và địa phương đã giúp đỡ mình và bà con phát triển kinh tế, không còn lo đói nghèo nữa. Đến thời điểm này, xã Thanh Hóa đã đạt 7 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đó là quy hoạch, điện, bưu điện, y tế, thủy lợi, giáo dục và an ninh trật tự xã hội. So với mặt bằng chung của toàn tỉnh, thì số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Hóa đạt được chưa phải là nhiều. Tuy nhiên, với địa bàn của một xã miền núi biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thì đây cũng là một con số đáng ghi nhận. Xã Thanh Hóa là một xã biên giới đều cao, thì trình độ nhận thức của dân thì không đều, nhưng mà quá trình tổ chức thực hiện á là thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, hội đồng nhân xã thì chính quyền địa phương đã là coi như cùng toàn thể nhân dân là phấn đấu thực hiện là được là coi như là 7 tiêu chí. Hiện tại là còn một tiêu chí, quyết tâm là đến hết năm 2024 là Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt một tiêu chí là hệ thống chính trị. Là sẽ hoàn thành như là coi như cuối năm 2024 là 8 trên 19 tiêu chí là coi như xây dựng nông thôn mới. Còn là những tiếp tục là có những phấn đấu và là có những các tiêu chí còn lại cho những năm tiếp theo. Hiệu quả tích cực sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã Thanh Hóa. Từ một địa phương miền núi biên giới, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thì hiện nay xã Thanh Hóa đang trên đà phát triển, cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tin tưởng rằng với những chủ trương đúng đắn trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Hóa sẽ sớm hoàn thành những tiêu chí còn lại và giữ vững những tiêu chí đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 24 ngày 25 tháng 8, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đông Hới mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.